Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu toán trung học phổ thông 2022, mã đề 114, câu 8, tập xác định của hàm số y bằng log cos số 2 của x trừ 1 là bao nhiêu. Bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn cách giải như sau. Chúng ta biết x trừ 1 phải lớn hơn 0, vậy x phải lớn hơn 1 khi chúng ta đẩy trừ 1 sang bên phải. Như vậy, ở đây A, B, C, D thì chỉ có câu A là đúng. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.